bệnh viện A Thái Nguyên, bệnh viện vừa phẫu thuật cho một bệnh nhân bị gút nặng dẫn tới tổn thương khớp gối, hậu quả làm biến dạng và mất chức năng vận động của khớp. Bệnh nhân là NDC 40 tuổi, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, có tiền sử axit uric đã tăng từ lâu, chưa điều trị gì. Thời gian gần đây, bệnh nhân thấy đau hạn chế vận động khớp gối sau chấn thương nên đã đến thăm khám tại khoa ngoại chấn thương bệnh viện A Thái Nguyên. Tại đây, qua thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương sụn chêm trong khớp gối và dây chằng chéo trước. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt sụn chêm cho bệnh nhân. Hình ảnh trong mổ tinh thể urat lắng đọng, lan tỏa toàn bộ màng hoạt dịch khớp gối, dây chằng và sụn chêm trong khớp gối. Tinh thể urat lắng đọng làm giảm độ đàn hồi của hệ thống dây chằng sụn chêm là một trong những nguyên nhân gây ra tổn thương. Sau mổ, bệnh nhân được tập luyện và dần trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Theo các bác sĩ, gút là bệnh do sự rối loạn chuyển hóa nhân purin làm tăng axit uric trong máu, dẫn tới sự lắng đọng các tinh thể urat trong các mô. Gút biểu hiện bằng những cơn đau viêm khớp cấp tính, sau đó tiến triển thành mãn tính. Bất cứ đối tượng nào, nhóm đối tượng nào cũng có thể bị bệnh gút. Bệnh gút phổ biến ở nam giới hơn và ở trong độ tuổi trung niên. Tuy nhiên hiện nay, gút đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều trường hợp người bị bệnh gút thuộc độ tuổi thanh niên hoặc ở trong nhóm tuổi từ 30 đến 50 tuổi. Phần lớn nguyên nhân của tình trạng bệnh gút ở nhóm người này là từ thói quen sống và chế độ ăn uống chưa lành mạnh. Theo các bác sĩ, hầu hết người bệnh mắc bệnh gút thường xem nhẹ tình trạng bệnh nên thường đi khám muộn. Nếu bệnh gút không được điều trị sớm, không đúng cách, có thể gây ra tổn thương nặng nề ở các khớp, làm giảm và mất chức năng vận động. Không chỉ vậy mà còn có thể gây ra sỏi thận, lâu dài có thể gây ra suy thận. Chia sẻ bệnh gút và những biến chứng nguy hiểm của bệnh gút, tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Khoa, khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết. Cái yếu tố mà ăn nhiều thịt đỏ hay uống rượu bia là yếu tố làm dễ xuất hiện cái bệnh gút. Chúng ta có thể hiểu như thế này, bệnh gút thường có 3 nhóm nguyên nhân chính. Nhóm thứ nhất ít gặp hơn là gút bẩm sinh, tức là sinh ra nó thiếu một số cái gen mà nó thiếu cái yếu tố chuyển hóa cái nhân purin và em bé sinh ra tăng axit uric trong máu và gây ra bệnh gút rất là sớm. Cái này ít thôi. Nguyên nhân thứ hai là gút thứ phát, có nghĩa là một số bệnh lý, ví dụ bệnh lý cố thận hay là do dùng thuốc thì dẫn đến là tăng axit uric trong máu. Cái này thì các bác sĩ nội khoa người ta sẽ để ý đến cái nguyên nhân gút thứ phát, và nguyên nhân phổ biến gọi là bệnh gút nguyên phát, có nghĩa là bệnh gút do yếu tố cơ địa. Chúng ta sinh ra mỗi người có một số người có yếu tố gia đình dễ mắc các loại bệnh chuyển hóa. Trong đó có bệnh gút, và cái yếu tố này nó xuất hiện ở các cái lứa tuổi dần lớn hơn, đặc biệt ở lứa tuổi trung niên. Tuy nhiên thì trong cái thời đại hiện nay, các cái nhu cầu về tiêu thụ các loại thực phẩm, các loại thịt đỏ, bia rượu và béo phì trẻ hóa, cho nên cái bệnh gút xuất hiện ở những cái lứa tuổi ngày càng trẻ dần. Đặc biệt là những cái đối tượng mà dễ mắc bệnh gút, như chúng ta đã nói là gút nguyên phát là cái đối tượng gặp nhiều nhất trong cái ba nhóm nguyên nhân chúng ta nói lúc nãy, và đặc biệt là những người có yếu tố gia đình và cái người đó sinh ra trong gia đình đó và người đó có cái cơ địa là béo phì, tiêu thụ nhiều rượu bia hoặc là dùng các cái loại thịt đỏ, hải sản ở mức quá độ thì dễ có nguy cơ mắc bệnh gút. Chính những cái sai lầm trong cái quan niệm, người ta rất là sợ cơn đau gút, vì chúng ta biết rằng cái cơn đau gút nó sưng đau khớp rất là dữ dội, và thông thường bệnh nhân rất là sợ cơn đau. Ta tìm mọi cách để làm giảm đau và uống bất cứ cái loại thuốc nào, kể cả các cái loại thuốc mà chưa có chỉ định của bác sĩ. Và thông thường cái cơn gút đó nó sẽ qua đi trong vòng vài ba ngày hoặc là một tuần. Bệnh nhân sinh ra cái tâm lý chủ quan hoặc là tự nhiên dùng một cái thuốc nào đó mà thấy nó phù hợp thì lần sau người ta lại tiếp tục dùng lại thuốc đó. Cái điều mà thực sự là bác sĩ quan ngại cho bệnh nhân bệnh gút không phải là những cái kiểm soát cái vấn đề sưng đau, mà nếu bệnh nhân không được chẩn đoán và điều trị sớm thì những cái hậu quả của bệnh gút để lại rất là to lớn và thậm chí có thể ảnh hưởng tính mạng về sau. Tiến triển của bệnh gút thông thường nó ở 3 giai đoạn. Đầu tiên là những cái cơn gút cấp, sưng các cái khớp ở ngón chân là điển hình nhất, ở các cái cổ chân, khớp gối, và những cái cơn đau đấy nó có thể xuất hiện là
có khi vài ba tháng, thậm chí có người cả năm mới xuất hiện trở lại. Và đặc biệt sau những cái yếu tố làm dễ, ví dụ như là sau một cuộc nhậu hay là sau một bữa ăn dầu thịt đỏ, vui chơi với bạn bè, cái cơn đau ở cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn trung gian, có nghĩa là cái cơn đau nó sẽ nhạt dần đi, có nghĩa là không những là vài ba tháng mới xuất hiện mà có thể là vài ba tuần hoặc là hết cơn đau này tới cơn đau khác xuất hiện. Đó là ở giai đoạn trung gian, giai đoạn mà bắt đầu nổi những cái nốt tô phi hay là những cái tinh thể uráp nó lắng động ở các vị trí khớp đó, thường là ở giai đoạn gọi là gút mãn tính. Và những cái giai đoạn mà đã xuất hiện các cái cục tô phi ở các cái vị trí khớp hoặc bất cứ vị trí nào của cơ thể là giai đoạn đã muộn rồi, vấn đề điều trị sẽ rất là khó khăn. Và những cái biến chứng của cái giai đoạn muộn này có thể là mất chức năng khớp và nhiều cái biến chứng nguy hiểm khác trên bệnh thận, bệnh lý tim mạch, rất là nhiều vấn đề khác mà cái người bệnh nhân bị gút ở giai đoạn mãn tính phải đối diện. Các bác sĩ khuyến cáo, ngay khi có những triệu chứng sưng đau các khớp, đặc biệt là khớp bàn ngón 1 ở bàn chân, người dân cần phải chủ động đến các cơ sở y tế để thăm khám, phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Người bệnh nếu được chẩn đoán mắc bệnh gút, cần phải kiên trì tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ, phối hợp với một chế độ sinh hoạt, ăn uống khoa học nhằm kiểm soát các triệu chứng và ngăn chặn những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Cái yếu tố làm dễ là chúng ta tiêu thụ nhiều cái sản phẩm có nhiều nhân purin hay là nhiều rượu bia. Đấy chỉ là yếu tố làm dễ. Thì chúng ta biết rằng để điều trị tốt bệnh gút thì chúng ta bắt buộc phải dùng thuốc để kiểm soát cái nồng độ acid uric trong máu và phải kiểm soát lâu dài suốt đời. Vì chúng ta không thể thay đổi được số phận của chúng ta, cái yếu tố cơ địa của chúng ta. Cho nên yếu tố còn lại chúng ta có thể kiểm soát được là chúng ta có thể kiểm soát cân nặng, kiểm soát lipid máu, kiểm soát huyết áp, kiểm soát cái nồng độ acid uric trong máu. Và việc đó chúng ta phải làm thường xuyên lâu dài suốt đời. Trong cái bệnh của chúng ta làm bằng hai cách. Thứ nhất, chúng ta kiểm soát cái chế độ ăn. Tuy nhiên thì đối với những người mà rối loạn chuyển hóa, tăng acid uric máu vừa phải, có thể chúng ta kiểm soát cái chế độ ăn nó thành công. Tuy nhiên phần lớn bệnh nhân gút, chúng ta một mặt chế độ ăn không giải quyết hết thì bắt buộc bệnh nhân phải sử dụng hạ acid uric máu suốt đời. Thì khi chúng ta sử dụng thuốc hạ acid uric máu đó ổn định thì cái vấn đề bệnh gút nó không xuất hiện, cơn gút không xuất hiện và cái chuyển thành bệnh mãn tính không xuất hiện. Nếu chúng ta e ngại cái vấn đề là dùng thuốc đó tác dụng phụ, thực sự là các cái tác dụng phụ do dùng thuốc kiểm soát acid uric máu ấy là rất là ít. Mà chính vì những cái thuốc mà chúng ta sử dụng không đúng cách để kiểm soát cơn gút, ví dụ các loại thuốc kháng viêm, đặc biệt là tình trạng lạm dụng corticoid để kiểm soát các cái cơn đau gút đó, chính là những cái mà có thể gây ra các cái tác dụng phụ.